xin chào tất cả mọi người chào mừng mọi người đến với lại kênh chuyện ma phủ mập ha thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tại là lâm sơn hoàng vũ a Còng gmail.com còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha Số zalo của mình là 0938773799 và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi trên về cái trang Facebook chuyện ma vụ mật của mình mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc lên trên đó. Muốn nào vào đó là mình xem chuyện ma cũng như là mình mình gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Um, và còn đối với bạn bè nào mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên đó thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình nghe. Bởi vì uh, mỗi một lượt đăng ký có một người như vậy mình sẽ tự quy đỏ ra một ngàn đồng trên một lượt đăng ký nghe. Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn ha mọi người ha. À, rồi thôi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập uh, 1162 ngày hôm qua thế sáu tập 1162 ngày hôm qua các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó, đó chính là bạn tên là My Kiều Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là uh, Lê Hoàng Phúc Cảm ơn Lê Hoàng Phúc rất nhiều và cảm ơn My Kiều rất là nhiều luôn ha à, Thôi rồi bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là do một bạn mà này bạn tên là Cẩm Vân, bạn đã gửi về cái trang fanpage chuyện ma à, vũ bạc của mình và bạn có gửi về hai cái câu chuyện ngắn nho nhỏ khác nhau mọi người ha. Thì cái câu chuyện đầu tiên á, là bạn nói là do chính bản thân của bạn bạn gặp được luôn ha mọi người. Bạn nói đó là ngày xưa đó là cách nhà, nhà, của bạn thì bạn này bạn bạn cũng không có ghi rõ cái địa điểm của bạn là ở đâu nha. Mà chắc chắn là đây là một cái khu mà cũng ở dưới dưới quê mọi người ha, ở dưới tỉnh lẻ ha. Thì bạn nói như vậy nè, trong cái à, khu nhà của bạn là bạn thì nhà ở trong giống như là mỗi khu dân cư bình thường thôi nhưng mà ở ngoài cái đường lộ lớn nha à mà ngoài cái đường lộ lớn là có xe tải xe bít đồ chạy luôn tuy là nó không có như gọi là quốc lộ đâu nhưng mà vẫn là có cái con đường chính trong cái xóm của bạn thì ở đó đó là nó nó từng trước đó là nó có một cái bệnh viện cũ mọi người kỹ nha bệnh viện cũ và bệnh viện mới ha <laughs> xin lỗi mọi người cái bệnh viện cũ nó rất nhỏ và nó không có nhà xác ở trong đó luôn nên thành ra khi mà mỗi khi mà ví dụ như có người mất trong đó mà thân nhân mà lên nhận liền thì không nói đi mà để lâu ngày vài tháng mà kiểu như là cũng chết bờ chết bụi chết tai nạn ha dân tứ xứ về đó mọi người mà không có người thân nhận á là bệnh viện không có biết cách xử lý tại vì không có nhà xác mà đó nên cái cách xử lý là gì là phải đem qua cái miếng đất trống kế bên để mà chôn à, vẫn chôn cất đầy đủ vẫn sinh hòm trên quỹ và rồi cũng uh, lấy tiền quỹ nọ đầu đó là cũng làm cái bia mộ đơn giản ghi tên tuổi không có hình, ghi tên tuổi vậy thôi. À là ví dụ như là có uh, thân nhân tới nhận thì chỉ ra đó đào lên đem cốt về. Và cái bệnh viện cũ rồi đó là theo như lời mẹ của bạn Vân kể là nó cái cái hình thức đó, đó là họ làm đó rất là lâu rồi, cũng cỡ vài chục năm rồi. Đó thì cho tới một cái thời điểm bắt đầu là um, những cái người mà họ mất mà chôn cái đó đó cũng độ đâu khoảng chừng cũng phải là vài trăm cái ngôi mộ à vài trăm cái ngôi mộ khác nhau rồi sau đó bắt đầu á là khi mà bên nhà nước họ có tiền hay bắt đầu là họ mới xây một cái bệnh viện mới cũng kế bên cái bệnh viện cũ luôn là cách cái miếng đất đó à cách cái miếng đất mà được chôn những cái người mà 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 đã mất như vậy ha đã là cất bên cái bệnh viện mới xong bắt đầu cái bệnh viện cũ á thì để dành cho những người giáo viên À, chứ không có đập bỏ nha bắt đầu là mới tái chế này nọ đồ sơn sửa lại để dành cho những người giáo viên á mà họ về đây họ giảng dạy à cũng phải chừng cỡ vài chục thầy giáo cô giáo á, ở ở vùng xa về mùa nghe về dạy là bắt đầu là ở trong cái chỗ đó luôn à kiểu như của nhà nước như vậy đó rồi thì cái câu chuyện nó bắt đầu từ đây mùi mọi người nghe hình dung rồi nha cái bệnh viện cũ cái bãi đất trống à, để mà chôn thì nọ độ ha bắt đầu là qua tới cái bệnh viện mới và hai cái bệnh viện á nó chỉ cách nhau độ khoảng hơn 100 trăm mét thôi cái miếng đất đó bề ngang 100 trăm mét đầu tiên đi thì mình kể về cái căn nhà mà được cái bệnh viện cũ đi à, cái bệnh viện cũ để lại cho những cái người mà à, giáo viên họ ở như vậy đó do họ là giáo viên mọi người À, giáo viên thì bây giờ thì mình không biết sao bây giờ mình nghĩ là cũng thoải mái rồi ha chứ còn ngày xưa đó à, là giáo viên là họ rất là là kiểu như là kính kẻ trong những cái chuyện mà tâm linh rồi không ai đời mà giáo viên mà đi kể chuyện ma ngày xưa là như vậy đã nên cái câu chuyện ma được kể trong đây á, là chỉ có những người kiểu như là họ gặp nhiều quá họ sợ quá rồi họ kể lại cho những cái người mà bạn thân của họ đó sau đó bắt đầu câu chuyện nó mới xì ra ngoài không hiểu lý do tại sao thầy giáo thì lại không gặp à con trai đàn đàn ông á thì lại trong đó thì cũng có khoảng chừng cỡ cũng khoảng mười mấy người thầy à, mười mấy người thầy mười mấy người cô như vậy đó ha những người thầy thì không nghe kể chắc nhiều khi họ gặp xong họ họ không dám kể hay sao đó toàn bộ những câu chuyện là do những người cô họ kể lại họ nói cái chuyện á mà nôm na là bị ma đè đi trời ơi chuyện ma thì ma đè nó bình thường cái chuyện ma đè ở trong cái chỗ thôi là nhiều vô số kể luôn cứ gì đâu mà cứ bị đè hoài Rồi bắt đầu là giáo viên thì họ kiểu như là Cũng biết về tâm linh mà đúng không Cũng đem dao kê đầu nằm rồi Đem tỏi tiết này nọ nọ kia Mà cũng không có hết nữa Đè riết mà kiểu như là sợ quá Là bắt đầu phải chuyển công tác đi vô khác những câu chuyện đó là câu chuyện đó đơn giản lắm. Còn cái câu chuyện thứ hai đó, Là nói đó, đang ngủ trong đó nha Ví dụ như phòng nào mà không có cửa sổ Thì không sao Còn phòng nào mà có cửa sổ mà cặp kế bên cái miếng đất trống ở đây miếng đất mà để mà chôn đó mọi người ha là tối nằm ngủ ở trong đây là cứ nghe ở bên đó là tiếng xúc đất tiếng xúc đất nó cứ phạt sạch 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 tiếng xúc đất hoài như vậy nè thì những cái người cô mặc cái tiếng nó rất là lớn mọi người tưởng tượng đi cái tiếng nó lớn dữ lắm thì những người cô nó trời đất ơi đó mình đi dạy về mình mệt mỏi rồi soạn giáo án đêm hôm bây giờ mình, mình ngủ để sáng mai lên trường sớm mà ai đâu mà sao mà cứ đào đất hoài một hai ngày đầu thôi cũng không nói đi chắc nhiều khi người ta trồng khoai trồng ngô vậy đó mọi người nên nhớ nha những cái người giáo viên này về họ không hề biết trước đó từng là bệnh viện cũ à, và họ cũng không hề biết là kế bên là từng là cái chỗ gọi là là, là là chôn cất xác nào đó kim em nó hình ra là họ một hai ngày đầu thì họ không có nói tới ha nhưng mà tới những ngày thứ ba thứ tư mà cứ tối ngủ mà cứ nghe cái tiếng đào nó cứ phập 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 hoài họ mới bực quá đó thì vẫn có vài người họ mới đứng lên họ mới đứng lên họ mới nhìn xuống À, những cái đêm, kiểu như những đêm mà trăng sáng đó mọi người họ nhìn xuống thì họ thấy họ thấy rõ ràng là cũng có chừng cỡ vài người cũng đứng đào đất và kế bên là một cái băng ca và thấy cái băng ca mà đắp một cái vải màu trắng màu trắng mà buổi, buổi tối màu trắng mọi người dễ nhìn lắm đã thầy thấy mấy đắp băng ca là đắp qua mặt luôn rồi có nghĩa là một cái xác nằm trên cái băng ca và vài người đứng đầu đất ngay đó trời ơi, mấy người này tao hết hồn hết đi tao nói cái gì ghê vậy trời Sao mà, 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 đêm hôm bắt đầu người ta mới nghĩ là à ở bên cái bệnh viện mới cách đó 100 mét nó ủa không lẽ giờ người chết trong bệnh viện là không có thân nhân rồi, 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 tới nhận rồi bắt đầu phải đem qua đây chôn trời sao bệnh viện gì làm ăn gì kỳ khôi gì chôn đại chôn bậy thấy không có hòm hết một người tưởng tượng không không hề có hòm có gì trên đã giống như là chôn lén chôn lúc gì đó để cái băng ca kế bên rồi ba bốn người đào pập 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 như vậy cái bắt đầu người này mới nói người kia bắt đầu hai ba hai ba bà cô giáo viên luôn đứng ở trên đó dòm xuống là hai ba người đều thấy đó đây bắt đầu không được thôi rồi bây giờ để chạy xuống mình coi coi làm sao đúng không không lẽ giờ mình thấy như vậy mình không trình báo à mới xuống mới kêu những cái người thầy mới trình mới nói lại câu chuyện như vậy ở đây cũng ba bốn người cũng chạy qua nào là cầm đèn pin đèn ơ rồi ha chạy qua tới khu đất đó chiếu cái đèn pin vô thì cũng không có cái gì nó trống không hết trơn mà mình quên nói một điều này những cái mộ cũ đâu rồi Mùi nên nhớ là câu chuyện mà cái cái bệnh viện cũ là, là xảy ra cách đây mấy chục năm trở về trước rồi khi mà thành lập bệnh viện mới khi mà xây dựng cái bệnh viện cũ thành cái khu cho giáo viên ở đó thì những cái ngôi mộ này đó là nhà nước họ đã họ đã đem đi hết trơn rồi ví dụ như có thân nhân thì nhận còn không thì họ sẽ bốc lên hết à, họ bốc lên hết rồi họ đi thi hay là họ đi gửi chùa gửi gì gì đó thì không biết chỉ biết là cái mảnh đất thời điểm đó là không còn những ngôi không còn ngôi mộ nào ở đó cả chỉ còn có những cái vong hồn ở đó thôi ha yeah đó thì quay lại câu chuyện chạy xuống lại không thấy gì nó có sao kỳ cục lạ đời vậy đó mới rõ ràng thấy như vậy thì những người thầy đâu có tin nó trời ơi thôi mấy chị nhìn thấy trong gà quá cốt chứ sao mà trời ơi cái mạng người chứ bộ chôn người ta chứ đâu phải là chôn con chó con mèo đâu mà 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 sao mà dám làm như vậy được kinh thiên động địa như vậy rồi cứ kéo nhau đi về à rồi về xong rồi cái bắt đầu là cứ mấy bữa sau nha lại tiếp tục nghe phập 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 như vậy À, nghe xong cái bà này nói bà kia nó ê, ê hôm nay nó đào nữa kìa ma nó đào đất kìa ma nó đào nó chôn xác ma đào chôn xác nó cứ bà này mới rỉ tay bà kia mà đứng lên nhìn là vẫn thấy nha mọi người nha À, đương nhiên là những người mà thấy rồi thì không dám nhìn nữa nhưng mà những người không biết tại vì giáo viên ở đây không phải là cố định à cứ một vài tháng lại có một người mới về một người cũ đi như vậy đó thì những cái cô giáo viên mới về nghe cũng nghe tối cũng nằm nghe pập pập nghe mấy bà cũ nói như vậy cũng dòm cũng đưa con mắt lên cửa sổ dòm thì thấy à rồi thì đó là cái chuyện mà họ tái hiện lại khi mà chôn cất như vậy rồi sau đó cũng những cái câu chuyện nó nho nhỏ, nhỏ Thôi là đang nằm ngủ cái tự nhiên nghe tiếng la, tiếng hét Rồi tiếng chạy, tiếng cười, tiếng giỡn Nhưng mà nhìn thì không thấy Không hiểu lý do tại sao là chỉ cho thấy cái lúc mà đúng một cảnh là à, là đào chôn cất như vậy thôi Đó còn những cái tiếng la, tiếng hét thì nghe là nghe bên miếng đất trống như vậy đó Bật đầu ngồi dậy nhìn qua chiếu đèn pin thì không thấy gì cả Mà nằm xuống ngủ lại nghe tiếng la, tiếng hét à, mặc nhiên nha tuy vậy nha thì trong cái bệnh viện này trong nội cái căn nhà đó thì không có chuyện ma gì cả tại vì sao như từ đầu mình nói rồi bệnh viện này là không hề có nhà xác đó nên cái chuyện mà ừ, là ma cỏ ở trong đây thì mất ở trong đây thì một đó là nặng quá là chuyển diện rồi còn hai là là vừa mới mất hay sao sao đó là bắt đầu là họ đem họ chôn luôn nên trong bệnh viện này là không có hiện tượng gì cả chỉ là bị đè tới đè lui như vậy thôi Ha. rồi đó là nói về cái bệnh viện cũ là như vậy rồi quay lại cái miếng đất trống đi cái miếng đất trống á là chính bạn vân bạn gặp được nha bạn vân thì không phải là giáo viên bạn không có liên quan gì đến cái chỗ đó cả chỉ có một cái là cái gì cái lúc mà bạn đi làm á là thường xuyên là bạn phải đi ngang con đường đó nhưng mà không sao chỉ là sáng đi chiều về sáng đi chiều về chỉ có sao tới khi mà bạn tăng ca đêm à bạn tăng ca đêm thì cái đợt hôm đó bạn nói thì cái câu chuyện của bạn nó cũng không có có mấy là kinh dị đối với bạn thì bạn ám ảnh thôi bạn nói là như vậy nè cái cái lúc đó đó khi mà bạn đi đi làm bạn cũng bạn bạn nó từng nghe về cái câu chuyện đó do mẹ mình kể rồi nhưng mà do bạn đi làm buổi sáng cứ tới luôn như vậy mình nhìn nguyên bãi đất trống rồi bệnh viện thì nó bình thường không có gì ghê gớm cả à, nhưng mà cái dạo đó bạn nói là ngay chỗ miếng đất nó không hiểu lý do tại sao là có mọc lên một cái cây bạn không biết cây đó là cái cây gì nó giống vậy như là cái cây me tây hay cái gì mà cái tán nó rất là bự nha nguyên một cái bãi đất trống có đúng một cây y như cái thông cô đơn mà cái tán nó bự lắm à cái tán nó bự nó rộng cái 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 cái, cái thân cây thì nhỏ nhưng mà cái tán nó bự ra như vầy vậy vậy à, và nó cũng rất là gần cái mặt đường luôn à cách cách mặt đường độ khoảng chừng cả năm bảy mét thôi có một cái cây như vậy thì bạn Vân bạn nói đó cái lúc hôm đó là bạn đi làm tăng ca đêm Tăng ca đêm đâu cũng khoảng là cỡ 7-8 ngày gì rồi Hết tuần lễ đầu tiên rồi cũng về cũng 9-10 giờ đó Rồi đạp xe cọc cạch cọc cạch đi về thì thật sự là bạn đâu có thấy cái gì À nhưng mà cái chuyện xui rủi sao cái tới ngày hôm đó thì bạn lại thấy Bạn nói như vậy nè cái lúc đó khi mà bạn đạp đi ngang cái cây đó thì bạn nói nhớ rõ ràng là trời nó đứng gió đạp xe đạp nhưng đang chạy xe đạp như vậy đó mà gió nó kiểu như mình đạp như vậy thì gió nó cũng táp táp vô mặt với đó mà nó còn nực chảy mồ hôi hột là trời nó đứng gió như vậy nhưng mà không biết sao bạn nói là bạn đạp từ xa thì bạn thấy là nguyên cả một cái cây nó rung nó rung nguyên một cái cây luôn mọi người bởi cây mà nó là cái cây cái tàn nó bự lắm nha cái tàn nó bự nhìn to lớn nhưng mà nguyên cái cây nó rung 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 rung, rung hết trơn mình nó sao kỳ vậy trời mình đứng cách cái cây có chừng có hai ba chục mét gì thôi mình ở đây mình nực thấy bà nội luôn đổ mỗi hộp nè một hồi con một hồi cha đổ ráng đạp nhanh nhanh cho gió thổi cho nó mát mà không biết tự nhiên sao chỗ cái cây nó gió thổi gì như lốc xoáy cái cây nó rung 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 rung, rung, rung hết trơn thì bạn nhìn một cái điều lạ như vậy thì lúc đó thì gì bạn vân nói là thời điểm đó bạn cũng không có có, có nghĩ chuyện ma cỏ gì chứ nếu mà bạn bạn nghĩ rồi bạn sợ ngay từ đầu là bạn đâu có dám nhìn đâu cứ đạp kiểu như là mình vô tình thôi kiểu như vậy tò mò thì cứ đạp đạp rồi cứ dầm 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 cái gì kỳ ta không lẽ giờ này mới có ai mà mà leo lên trên đó à là là nhúng nhiếc này nọ rồi chứ đắp thì bạn vừa suy nghĩ như vậy thì thiệt tình là bạn thấy bạn thấy ở trên cái cây đó cái đầu tiên mà bạn nhìn rõ nhất á, là ở dưới cái gốc cây á, là có một cái cô gái đứng ở đó mình nói là một cái con ma kinh điển đó à, ai mà ghiền chuyện ma thì luôn luôn là biết cái hình ảnh con ma đó áo trắng tóc dài đứng ở cuối đầu tóc dài phủ che cái mặt đó là nhìn không thấy chân tới tay đó là cứ đứng như này, đứng im cứ phủ cái đầu xuống là đứng kế bên cái góc cây còn ở trên cây ta nói trời đất ơi đủ thứ, đủ thứ thể loại thành phần. Già, trẻ, lớn, bé, nè rồi là nam, là tử, ấu gì đó. Trời ơi đủ thứ hết trơn mà đàn bà, con gái gì cũng đủ. Mà bạn không nghĩ là một cái cây mà có thể chứa được từng đó con người. Đương nhiên là bạn không có đếm không có thời gian đâu mà rảnh đứng ở ờ, một con ma hai con ma ba con ma không ai đếm như vậy nhưng mà bạn nói là bạn ước chừng giống như là cái cây đó nó có bao nhiêu cành là có bao nhiêu người Nó là mỗi người một cành cứ đu đứa thì người thì đu mấy đứa nhỏ thì nó leo còn cái người thì bám dịnh này nọ nó đủ thứ trò ở trên đời chứ Trời ơi nha, cái lúc đó nha, bà Vân này bà nói bà cắm đầu, cấm cổ bà đạp mà mọi người tưởng tượng mình mình đạp xe đạp á mà mình sợ quá thì mình đạp đâu có được đâu. Chỉ như là cái cái bê đan xe đạp, cái bàn đạp xe đạp đó mình đạp mà bắt bà, bà dân bà kể mắc cười lắm, đạp cái tuột chân lên, tuột chân xuống mà không có la tại vì cái bãi đất trống nó cả trăm mét ngang như vậy thì la ai đâu mà nghe. Nó là bà cứ, cứ 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 cà chùi, cà chùi, cà chùi, cà chùi bà ráng mà bà đạp cho lẹ lẹ lẹ. Đó thì cái kiểu như là cũng đạp cũng lết lết được chừng cỡ 5 7 m, 5 7 m thôi không có đạp được. Cái bắt đầu là sợ cái tâm lý mọi người biết không? Những người mà người ta sợ ma mà gặp con ma cái mình bỏ mình chạy đó là lúc nào cũng vậy hết trơn á là cứ chạy được chút xíu cái mình 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 quay cái đầu mình dòm để coi là con ma nó có dí mình không đó là cái tâm lý chung á là như vậy ha có mọi người này người kia ha rồi cái bắt đầu là bạn bạn ơi mới nói là bạn cứ cà chùa cà chùa nó sao chỗ đạp hoài mà không có đạp cái chân không có rờ được chúng cái cái bê đan sẽ đạp cái bàn đạp sẽ đạp đó là cứ quay cái, 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 chút xíu đó bắt đầu quay qua dòm thì quay qua dòm cái cây nó đứng im y như là gọi là trời trời quang mây tạnh nó đứng im ru mà không có một cái gì nó thay đổi hết nó nó nhanh như lắm Tất cả mọi thứ nó diễn biến trong vòng khoảng cỡ độ 10 giây thôi 10 giây, 15 giây thôi Đó cứ kiểu như là Khi mà chúng ta gặp được cái hiện tượng như vậy Nó mới bắt đầu mình nói không mẹ mình bị ảo giác à đó là như vậy đó mọi người nó nhanh quá đi mới nó đùng 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 có mấy chục con người trên cái cây rồi ở dưới còn có ông bà con ma áo trắng ông bà đứng ở dưới đó nữa vậy mà quay qua quay lại cái mất tiêu đó thì lúc đó bắt đầu là mới định thần sợ thì vẫn sợ nha nhưng mà định thần là được bắt đầu là mới đưa cái chân lên mới đạp chúng cái bê đa sẽ đạp ha đó bắt đầu là mới đạp kiểu như cũng đạp lẹ đạp thiệt là lẹ về nhà đã về xong rồi bắt đầu là mới kể lại cho gia đình nghe thì gia đình mới nói là trời ơi chỗ đó là đúng rồi à, cũng đúng rồi tại vì ngày xưa là vậy 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 là mới kể lại cho bạn vân nghe thêm một lần nữa à đó là bắt đầu là sau đó thì á bắt đầu là bạn mới từ chối nhận ca đêm đi làm thì vẫn đi làm buổi sáng vẫn đi ngang mà tới cái miếng đất trống là là miễn nhìn luôn à, cứ không bao giờ dám nhìn vô chỗ cái cây đó mà cứ đi thẳng tới chỗ làm mà đi về và không dám làm ca đêm mọi người ha đó là đó là cái 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 câu chuyện đầu tiên bạn bạn nói là như vậy đó mọi người cái câu chuyện đó bạn nói là thời điểm đó là nó truyền tụng nó rất là nhiều nhưng mà rồi sau này bắt đầu là cái miếng đất trống nó tới hiện tại bây giờ khi mình ngồi mình kể câu chuyện này đó là là cũng khoảng chừng cỡ cũng năm bảy năm đó thì bây giờ là chỗ đó là nhà cửa nhiều lắm rồi à, nhà cửa thì nọ đồ người ta ở người ta phân lô mà người ta bán rất là nhiều ở đó rồi ha Thôi rồi đó là câu chuyện đầu tiên ha bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai cái câu chuyện thứ hai này á, nói về một cái vong hồn của một cái người à, bộ đội nhưng mà à, cái chức vụ của họ làm gọi là cái gì cái gì quý đại quý hay cái gì vậy đó thì mình không biết nha cái cái, cái gọi là cái chức vụ á nhưng mà họ làm anh nuôi à, ở trong cái bộ phận đó ở trong cái đoàn đó là họ làm anh nuôi trong đó thì uh, câu chuyện này nó cũng rất là đáng thương uh, nói về một cái cũng là gần ở nhà của bạn luôn đó thì bạn nói là cái đây là câu chuyện mới đây nha nghe bộ đội tưởng ngày xưa chứ không có đâu cách đây độ khoảng chừng cỡ cỡ mấy năm trời thôi thì uh, cái anh bộ đội là anh rất là dễ thương tại vì ảnh thường hay là ảnh ảnh gánh một cái gánh ảnh đi từ ở trong một cái một cái kiểu như là ảnh một cái đại đội của ảnh là ảnh chỉ lo một cái tiểu đội thôi đó là ảnh thường hay một cái gánh ảnh gánh ra ngoài chợ và ảnh mua à anh mua dụ như heo mấy ký rồi rau củ rồi nữa tất cả mua 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 như vậy đó và họ à, mới gánh về một cái hình ảnh một cái một cái người bộ đội mà lại gánh một cái quan gánh như vậy là nhìn nó rất là dễ thương nhưng mà rồi đó tới cái hôm đó thì bắt đầu là người ta mới nghe kiểu như thấy vu đông lại người ta mới coi như vậy đó thì người ta mới thấy là anh này thì khi ảnh đi như vậy đó là có một chiếc xe họ chạy họ lấn lên hay sao thì không biết ha là họ mới đụng vào ảnh à họ mới đụng của ảnh bắt đầu là đụng xong rồi đi nha là bỏ bỏ chạy luôn mọi người đụng xe chết người mà bỏ chạy luôn nha nhưng mà nghe nói bạn vân nói là cái cái ông đó chạy không có thoát cái ông tài xế đó là là đã đã bị bắt rồi tù tội gì đó thì mình không biết nha chỉ biết là anh bộ đội là anh mất tại đó khi mà người ta chạy tới rồi nó trời ơi thịt heo rồi tỏi này nọ đồ mà nhất là tỏi nha tỏi này nọ đồ rất là nhiều luôn chắc là lần đó mua để cho sử dụng một tháng trong tranh trại hay sao đó là rất là nhiều tỏi luôn tỏi thì theo nó răng mắt bấy ngoài đường hết trơn đó rồi thì nhìn như vậy thì đương nhiên rất là dễ chạy lại đại đội báo chuyện rồi người ta cũng tới rồi Cũng thắp nhang thắp hương rồi người nhà tới tất cả mọi thứ như vậy Rồi Cái việc đầu tiên á à, Cái cái chỗ này thì người ta không thấy nha Chỗ này thì người ta không thấy mà người ta nói như vậy nè Suốt mãi á, là 3-4 tháng trời sau luôn Buổi sáng thì không sao mà buổi tối đi ngang cái con đường nó đi ngang cái khúc đó Là nghe mùi tỏi nó nồng nè một hai tuần lễ đầu thì không nói đấy ờ ừ, thì trời ơi bữa thằng bộ đội nó bị xe cán đây rồi tỏi nó nát mà nó nồng mà trời ơi nó mua đâu chung có cái bao chứ cái hai chục ký tỏi đó thì nhầm khí nó còn mùi chứ có gì đâu ừ người ta cũng nói với nhau như vậy nhưng mà cái này là ba bốn tháng trời mọi người tưởng tượng đi cái mùi nào mà ba bốn tháng trời mà nó vẫn còn vậy mà những người ta nói là đi đi buôn bán vào ban đêm hay là hủ tiếu gõ dọn hàng đẩy về hay kiểu như vậy đó đó là cứ đi ngang cái chỗ đó là vào ban đêm là nghe cái mùi tỏi mà nó nồng y như là tỏi tươi mới gì đập ra là bỏ lên lỗ mũi hít gì đó nó nó sốc vô trong cái lỗ mũi như vậy nè chứ không phải là mùi tỏi phi nha mùi tỏi phi nó khác còn mùi tỏi sống nó khác nha mọi người và đây là nói về cái mùi tỏi sống nó sọc vô lỗ mũi ai không biết chuyện trời ơi sống nhà đây Mới ai làm gì mà tội sống đâu mà sọc nồng dữ nhưng mà những người nào biết chuyện đó, đi ngang hít một cái nghe cái mùi thôi là bịt cái lỗ mũi là bốc bỏ chạy liền tại vì rất là sợ à rồi thì chỉ đơn giản là như vậy thôi đó là phần đầu tiên nhưng cái phần thứ hai của câu chuyện này đó thì người ta nói là lúc đó đó người ta cũng rất là cảm động bởi vì lâu lâu cái người ta thấy à là có hai ba anh cũng bộ đội cũng như là thay thế công việc của cái anh đó đó cứ độ khoảng chừng cỡ tháng hay là hai ba tuần gì đó 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 là cứ đi ngang cái gánh cũng gánh đồ bắt đầu là cũng ghé đó cũng thắp cho cây nhang cũng mồi cho điếu thuốc đã lâu lâu thấy hoài suốt một năm trời luôn nha một năm trời liên tục là cứ hai ba tuần gì là người ta thấy à, cứ hai ba tuần tháng người ta thấy cứ gánh đi ngang cứ cắm cây nhang cắm điếu thuốc cảm động nhưng mà thật ra không phải có một cái lần á là có một cái cô kia đó là cổ mới thấy cái hình ảnh như vậy dễ thương quá cổ mới hỏi trời hả bởi vậy tôi nói không có cái gì mà nó quý báo bằng cái tình mà anh em bạn bè mà vào sinh ra tử với nhau tụi bay á, là tình đồng chí với nhau này nọi, rồi nọ đồ ở trong bộ đội với nhau tụi bay thương nó bởi tao tao nhìn như vậy là tao thấy rất là cưng nhiều khi anh em ruột trong nhà còn không thương nhau được như vậy trời ơi tao cảm động quá gì đâu mà thấy tụi bay gánh tới gánh lui nhà tao ngay đây tao dòm tao thấy hoài trời ơi từ cái độ mà hả? cái thằng nó bị xe cán chết đó hang, tới bây giờ tao thấy tụi bay á, cứ tháng trời là cứ thấp nhang thấp tráng tháng giờ thấp nhang thương ghê ha bay ha thì bắt đầu cái lúc đó đó là những cái người này nè những cái anh bộ đội này, anh mới quay qua anh nói nói trời ơi cô ơi con nói thiệt cho cô nghe luôn con không có biết cái anh này cái mặt mũi anh này ra sao hết trơn đó rồi tụi con là tụi con mới vừa 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 nhập ngũ nè à tụi con mới vừa nhập ngũ thì tụi con cũng có nghe tụi con cũng có nghe cái thông tin là à là trong đây là có một cái à, cái người bộ đội trước đó ha là kiểu như gọi đàn anh á là cái nhóm đàn anh á là đã từng đi gánh như vậy là đã bị xe xe cán xe đụng như vậy đó nên ở trên chỉ huy người ta có dặn dò à là nếu như có đi chợ đi bố thì lần này là không có được đi một người nữa mà phải đi là từ 2 đến 3 người và khi đi như vậy là phải quan sát à, phải quan sát tới lui chứ không có để cho cái hiện tượng nó nó xảy ra thêm một lần nữa thì ba cái anh bộ đội này anh biết thôi anh biết câu chuyện thôi chứ còn mà về mặt mũi này nọ thậm chí là cái 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 chỗ mà mất á, cũng không biết luôn à, nhưng mà ba cái người này mới nói như vậy nè ở trong đó đó do là làm về bên cái khâu bếp mà thành ra đôi khi cũng làm vào ban đêm ban hôm rửa chén rửa này nọ đồ hang tăng gia sản xuất đó mọi người cứ lâu lâu làm cái đêm hôm rồi một hai giờ đêm không có vào trong bếp chỉ là ở bên ngoài sàn rửa chén này nọ đôi khi đó kia đó cứ đang làm ngoài đây xong cái từng người từng người một nha nghe ở trong bếp à, cái tiếng mà giống như là chặt thịt chặt thớt rồi cứ cứ rồi nghe cái tiếng mà đập tỏi mọi người biết không đập tỏi mà mình cầm cái dao mình đập một cái bẹp á là cái tiếng nó rất là lớn nha à, cái tiếng nó nghe một cái một cái xẻng như chi... vậy gì nào đó như mình mình đập tỏi mà mà đêm hôm mình nghe rất là lớn thì những người này họ đang làm mày nói được họ nghe một cái phẹp cái giật mình, mình nói, ủa giờ này mới mà, mà trời ơi, trong trong quân ngủ bộ đội mọi người giờ giấc nó đàng hoàng giờ ăn là giờ ngủ nó rất là là chính xác trời ơi giờ này đêm hôm mà nó biết thằng nào nó chui vô bếp nó ăn dụng à tình cảnh đó là có chứ không phải là không có ờ là chui vô bếp nấu mì gói chiên trứng ăn dụng như vậy đó trời đất ơi nó ăn dụng gì đâu mà nó đập tỏi đập một cái bẹp vậy trời nó cứ đập um sùm như là lỡ chỉ huy xuống rồi chửi thì mình bên đây mình bên anh nuôi mình chịu trách nhiệm đã bắt đầu là mấy người này bắt đầu người dòm thì khi mà giờ mới thấy thiệt tình đúng có một cái người là mặc áo không phải là mặc đồ bộ đội mà mặc cái áo thun á cái áo thun lót ở bên trong mà cái dạng mà màu 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 mà, mà, màu, xanh mà chắc mọi người biết ha à, đi à, cũng để đầu cũng đinh 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 như vậy nè đó là cũng đang cầm dao rồi cũng đi tới đi lui không có giống như là họ đang kiếm đồ ăn mà giống như là họ đang làm đồ ăn họ đang chuẩn bị một cái một cái bữa ăn hay là họ họ đang nấu ăn kiểu kiểu như vậy đó mới dòm vô mới nói ủa giờ này ai sao mà nhìn lá quắc lạ quơ vậy ta đã đi vô bắt đầu là trong bếp tắt đèn mà mọi người vừa bước vô bật cái đèn cái thấy mất tiêu mất người thôi người thì biến mất thôi nhưng mà dao là thớt lúc đó là cây dao còn để trên cái thớt rồi bắt đầu là chén muỗng đũa để tùm lum tùm la tuy nhiên là không thấy đồ ăn nha không thấy đồ ăn để vương vải không có đồ ăn chỉ là ờ ừ, là dao thớt những cái dụng cụ nấu ăn á, thì nó để vương vải tùm lum tùm la mà mọi người biết rồi ở trong đó thì cái chuyện mà về ngăn nắp cái mền cái chiếu khi mà mới ngủ dậy xếp nó vuông vứt cỡ nào thì cái đó nó quá nổi tiếng chắc mọi người đã biết thì ở trong cái ngăn bếp cũng vậy nấu ăn bừa bộn sao không biết nha nhưng mà hết giờ rồi là bắt đầu là trong đó là phải ngăn nắp treo này nọ nó kia tại chứ không chỉ huy ta phạt nó vậy mà mới vô giờ vô nhìn nó bừa bộn tùm lum tùm la ai nấy dòm vào rùng mình trong bếp ở trong đây là không có lối đi thứ hai chỉ có một cái cửa duy nhất mà bây giờ mấy người đang đứng ở cửa mở đèn lên mà biết mất tiêu nhìn qua nhìn lại không thấy đâu hết thì vì cái người đó trốn đi đâu mà ba cái người này đâu có biết chuyện đâu mới là mà mà trong quân ngủ gặp chuyện ma thì trình bày với ai không lẽ lên trình bày chỉ huy ơi tối qua em gặp ma nhiều khi là bị phạt hốt cướp bò thấy bà cũng ráng lặng lặng để mà im à rồi bắt đầu cũng mấy bữa sau nữa cái bị nữa đang ví dụ như là đang nấu bếp ví dụ như là hôm đó phải nấu bếp buổi tối đi à là gì tăng ca như vậy đi thì đang đứng ba người cũng đang đứng đang đứng nấu bếp như vậy nghe kêu nghe kêu mà không có kêu tên nha nghe kêu ê ê làm gì mày ê ê làm gì mày à rồi còn kêu là hả sử dụng mà rửa rái đàng hoàng không dao của tao đó, xài nhớ rửa rái đàng hoàng mà cứ nghe kêu 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 như vậy ở trong bếp lúc này là mở đèn sáng trưng nhưng mà ở bên ngoài đó trong trong bộ đội trong danh, danh trại người ta tiết kiệm lắm cái nào không sử dụng là tắt đèn đứng ở trong bếp thì nó sáng trưng à nhưng mà nhìn nó bên ngoài đêm mà chín mươi giờ tối mười một giờ tối mà nhìn ra ngoài thấy tối thui bao la tối thui như vậy nè nó đâu đâu mày mày ra ngoài mày dòm coi đứa nào mà nó, nó kêu mình gì kỳ vậy mình làm đúng nhiệm vụ mình mà nó làm như nó chỉ huy mình với nó ra lệnh cho mình thì cũng một hai người cũng đi ra đi coi không thấy vừa dòng trở vô đang mần đồ ăn hay chặt dao rồi nọ nọ kia nghe kêu nữa tự thôi mày đập mày, mẻ dao chặt mẻ dao rồi hết giống như là cái có một cái người mà họ rất là kỹ đồ họ kỹ nhưng thường thường là đầu bếp thì họ rất là 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 yêu những cái món đồ dụng cụ của họ mà nó là cứ nạt ấy có chừng mẻ dao mày có chừng bế chén như mày có chừng rớt ờ, đũa rồi, là cứ cứ nạt nạt lên như vậy đó thì lúc này ba người nhìn nhau lại tiếp tục nổi da gà nữa biết lúc này biết là cái giọng đó là từ đâu ra ha thì cũng sau nhiều lần như vậy rồi đó bắt đầu là chịu hết nổi bắt đầu là mấy cái anh này mới đem cái câu chuyện đó bắt đầu là mới không có dám nói trên chỉ huy mà chỉ là nói với những người mà giống như là tiểu đoàn trưởng hay là kiểu kiểu như vậy thôi á là là, 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 là là cũng bằng bằng vai vế thôi mới đem câu chuyện đó mới kể lại thì cái anh đó đó ảnh mới nói nó rồi xong chắc là mày gặp uh, cái anh nuôi vậy vậy đó là hôm bữa lúc mày mới nhận nhiệm vụ đó ông ông đại đội trưởng ông cũng có kể câu chuyện ông kêu tụi bay đi đó chứ ngày trước là đi có người ha sao cái vụ đó bây giờ mới có ba người đi chợ rồi canh gác lẫn nhau đó à là bây giờ mày đã gặp cái chuyện đó như vậy trước khi tụi bay vô làm á tụi tao ngủ ở bên đây á tụi tao nghe suốt đêm hôm nằm ngủ mà nghe trong bếp lục đục lục đục Âm ầm, ầm 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 hết trơn không ai đi ăn dụng ăn lén mà làm cái chuyện mà nó ồn ào như vậy hết trơn đó là bắt đầu anh em mới nhìn với nhau đồng chí nào mới nói mới biết cái câu chuyện như vậy rồi thì cái lúc đó đó cũng không có trình lên chỉ huy đâu mà mới nói với chỉ bây giờ nó không bây giờ tao tao chỉ gì nè tại vì bây giờ tụi bay là làm trong khâu bếp như vậy rồi đó nên tụi bay ừ là đi trên con đường đó trên cái đường đi chợ đó à là tới cái địa chỉ nhà như vậy đó à là đối diện cái địa chỉ nhà đó là nó có một cái cây như vậy à là cái ông đó đó à cái thằng đó lúc đó chết như đó đó nó bị xe cán ngay đó đó bây giờ tụi bay tới ví dụ như là lâu lâu tụi bay đi chợ nọ nọ kia đó thì tụi bay ghé đó tụi bay thắp cho nén nhang đi cũng xin khấn này nọ đừng có hù trọc tại vì bây giờ dù sao tụi bay cũng đang làm cái nhiệm vụ của, của 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 cái người đó rồi đó thì mình thay thế nhiệm vụ như vậy thì phán phù hộ mình làm tốt công việc để tới ngày mình xuất ngủ đi về đó thì từ đó trở sao cứ có dịp mà cả ba người đi chợ Mọi người nên nhớ là ở trong ngôn ngủ như vậy thường thường họ đi chợ không phải là đi chợ hàng ngày đâu tại vì trong đó họ có tăng gia sản xuất rồi trồng rau nuôi gà nuôi vịt nuôi heo thì nọ đồ là tăng gia sản xuất tại chỗ chỉ là lâu lâu thiếu thôi thiếu hành ngò tiêu tỏi này nọ đó hay là thịt heo không có đủ đó mới ra mà chợ mua nên thành ra là cứ hai ba tuần tháng gì đó bắt đầu mới đi một lần thì từ dạo đó là ba ông này cứ đi à, cứ đi như vậy là cứ đi ngang là cứ cắm né nhang cứ bắt đầu hút thuốc này nọ đồ á là cúng rồi đó và ba ông này còn nói nó mà cái này là thực tế thôi nha ba cái người này nói với cái cô đó như vậy nè nó cô ơi mới đầu nghe câu chuyện thấy cũng thương ảnh thiệt à, thấy cũng tội nghiệp ảnh thiệt nhưng mà ảnh làm riết cái tụi con cũng mệt quá cái gì đâu á tụi con đi chợ cũng cực khổ lâu lâu về nó kiểu như là vừa có đủ tiền đâu có dư tiền đâu mà mua nhang đèn này nọ nó kia cứ quên cúng cái là tụi con về cái tụi con làm bếp cái là bị quậy đó nấu đồ ăn ra thiêu trời ơi trên chỉ quy xuống chửi um sùm trời đất Đó là bữa sau đi là phải cũng phải hoặc là một là bữa sau đi nha còn hai là phải lén đó là phải xin người này người kia trốn chạy ra để mà cúng một cái đó, bắt đầu vô đó mới làm được mới đầu thì tưởng đâu cái chuyện đó à thì họ đòi cúng mình cúng cho họ rồi thôi nhưng mà không ngờ riết nó nó giống như là một cái sự ràng buộc vậy đó giống như là cái bổn phận cái nghĩa vụ của mình là cứ mỗi lần đi chợ là đi ngang cái chỗ đó là phải thắp nhang phải cúng lên cái về bắt đầu mới im còn không là thế nào cũng bị quậy trò này trò kia để cho bị chỉ huy người ta trách phạt đó là ba cái người đó rất là sợ nhưng mà họ nói thôi kệ cũng có hai năm hai năm rưỡi à, ráng một là chuyển đổi công tác còn hai là ráng tới ngày xuất ngũ rồi thôi luôn chứ một khi còn làm trong đó là cứ đi ngang là phải thắp nhang cho cái người đã mất ngay đó một người em à rồi thôi đó là cái câu chuyện thứ hai nha đương nhiên thì cái câu chuyện mà về cái mùi tỏi thì sau ba bốn tháng như đầu chuyện mình nói thì cũng hết luôn và dần dà dần dà rồi người ta cũng quên luôn câu chuyện đó rồi tới khi mà ba cái anh này mà ảnh xuất ngủ rồi thì cũng không còn ai thắp nhang và hút thuốc thắp thuốc ở đó nữa thành ra là câu chuyện nó cũng từ từ nó trôi vào quên lãng nha chỉ có những người dân địa phương ở đó À, những người mà đã từng biết hoặc là chứng kiến câu chuyện đó mới biết được chính xác cái anh đó là anh mất ở chỗ nào Chứ còn người ngoài hay những người không không biết là cũng không hề cũng không có biết được cái chỗ mà anh đã mất ha thế rồi đó là cái câu chuyện thứ hai ngày hôm nay ha à, bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện của người tiếp theo bởi vì bạn cẩm vân bạn chỉ gửi hai câu chuyện như vậy thôi thì người tiếp theo á, mà gửi chuyện về á, là bạn này bạn bạn này bạn xin giấu tên một người ha bạn gửi về trang fanpage cho mình thì bạn xin giấu tên mình xin phép đặt tên là Kiều luôn mọi người ha thì bạn Kiều bạn gửi về cũng vài cái câu chuyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ à, câu chuyện đầu tiên á, là do mẹ của bạn gặp được à, mẹ có nói thì thời điểm đó là mẹ đang có bầu luôn mẹ đang có bầu anh hai đây là cái à, lúc đó là ở khu vực uh, quận 6 nha nói quận 6 trung tâm thành phố như vậy nhưng mà mẹ nói là ngày xưa đó là còn cầu cá tra luôn à cái này thì nghe có vẻ là vô lý rồi thành phố hồ chí minh mà là có, có sài gòn có cầu cá tra nhưng mà những người nào mà anh chị cô chú lớn tuổi là chắc sẽ biết ha khu vực quận 6 ngày xưa là có chứ không phải là không ha thì đó là năm, năm 1981 à mẹ có bầu anh hai lúc đó là có bầu được khoảng chừng cỡ sáu bảy tháng thì um, khi mà có bầu như vậy á là mọi người biết là những cái chuyện mà đi tiêu đi tiểu á là thường kiểu như là không có nín được lâu à, ví dụ như con mình biết là đàn bà phụ nữ chị em chúng mình á là nín cái chuyện mà uh, tiêu tiểu nọ đồ nín dữ hơn đàn ông nhiều lắm nhưng mà có bầu rồi á là không bao giờ làm được như vậy cứ mỗi lần đi là phải đi liền à cứ đi ở đây là nó tiếng trước tiếng sau là cầm cũng giấy có bầu là ôm cái bụng bầu chạy đạch ra đạch ra cái cầu cá cái cầu cá đó ác cái đó là nó cách ở đằng sau nhà là nó cách tới độ chừng cỡ hai ba chục mét lận đó là mẹ, đó, mẹ nói nó là hơi nhạy cảm mà nó là có những khi mà chạy đâu không kịp là nhiều khi là trong quần luôn cũng không, không chừng nữa cái mình cái đó là phụ nữ có bầu thì mùi cũng thông cảm với chuyện đó đi ha thì rồi đó cái đợt hôm đó mẹ nói là mẹ cũng khoảng chừng cỡ 6 giờ mấy chiều thôi chứ không phải là tối tăm gì trơn á trời nó vẫn còn dạ 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 như vậy nè thấy không mới đó là mẹ mắc rồi mẹ nói là mẹ thấy chân bụng mẹ hơi rim rim, đêm đó rồi rồi, rồi rồi biết rồi bắt đầu là mẹ quay qua lại mày chụp cuộn giấy liền bắt đầu mẹ đi à mẹ đi cũng không có chạy nha cũng chưa có mắc dữ lắm đâu mẹ mới đi lẹ 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 như vậy nè thì mẹ nói là mẹ vừa đi đến chỗ gần cái cách cái cầu cá độ khoảng gần cỡ 10 mét thôi là mẹ thấy phía từ xa đó mình đi lẹ mà các bà kia bà chạy luôn mẹ thấy rõ ràng nguyên một cái người họ mặc đồ bộ nha xỏa tóc dài nha tại vì họ chạy lẹ quá mà trời nó hơi ui ui nó nhìn không thấy đâu mặt nhưng mà mặc đồ bộ đồ bộ mà bông bông bông, bông kiểu như ngày xưa cũng hay, hay có mà cái vải mà vải vải khô khô ngày xưa đó bắt đầu là chạy họ chạy rất là lẽ bắt đầu họ chạy họ nhảy vô trong cái 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 nhà cầu họ ngồi thì á cái cầu cá này mọi người biết không mà khi mình đi từ xa mình nhìn là có ai ngồi cho nên là mình nhìn mình biết liền tại vì cái khi mình ngồi trầm hỏm á là cái những cái thành rào kế bên nó chỉ tới vai thôi à, nó chỉ tới vai thành ra là khi mình nhìn từ xa mà có ai ngồi trong đó là mình sẽ thấy lú lên một á là lùng lùng thì không lú được cái tráng còn cao cao là lúa nguyên được cái đầu luôn thì trong cái trường hợp này á là cái người này chắc họ hơi thấp con chút xíu nhảy vô trong đó ngồi á, là ngồi xuống là ngồi xuống luôn nha mà thấy bắt đầu là cũng thấy được phần từ từ mang tay nè từ cái lỗ tay thấy được được cái lỗ tay trở lên thấy xả tóc dài mới ngồi trong đất thì bắt đầu mẹ mới nghĩ trong bụng mới nói trời đất ơi tôi đây tôi bầu bì rồi đó không nhường tôi thôi làm gì mà giành giật dữ vậy trời vì đâu thấy tôi đi lại rồi còn chạy riết 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 vô đây, giành đi trước bà bà này nó kỳ cục cả lạ đời đó cái bắt đầu là mẹ thì được không ai mẹ, mẹ không có nhìn người ta làm gì chứ mẹ đứng mẹ mẹ cũng nhìn ví dụ nhìn xuống ao rồi nhìn chỗ khác này nọ đứng, đứng 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 mà cứ đứng díu díu tại vì mắc quá cái mẹ đứng đâu chừng cỡ một hai phút gì đó cái bắt đầu là mẹ cũng quay mẹ giờ mẹ vẫn thấy cái người đó họ cũng ngồi trong đó họ ngồi im mà. à. nhưng mà mẹ nói nha. cái lúc đó mẹ quay qua chỗ khác á thì mẹ lại có cảm giác là cái người đó họ nhìn mình cái 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 cảm giác nó kỳ dữ lắm kìa. giống như là tại vì mẹ đứng cách cái người đó cách cái chỗ cầu cá nó độ khoảng chừng có năm bảy mét thôi à, mẹ đứng sát sát ở trong cái bụi cái bụi như vậy nè mẹ cứ dòm dòm trời dòm đất dòm mấy cái mẹ cảm giác là cái người đó họ đang nhìn mình mà mẹ quay qua mẹ nhìn á thì bắt đầu mẹ thấy là cái họ ngồi im họ im nhìn cứ nhìn phía trước rồi im như vậy nè độ khoảng chừng cỡ 3 phút trôi qua cái đó là, thuyết tương đối mọi người ha khi mà mọi bình thường á ba phút nó nhanh lắm à nhưng mà khi mà mình đang mắc cầu như vậy là ba phút nó dài như một thế kỷ đứng lâu quá trời lâu rồi bắt đầu mẹ mới nói mẹ cũng nói mẹ, mẹ lên tiếng mẹ nói chị chị xong chưa trời ơi tôi bầu bì mà chị đàn bà phụ nữ chỉ biết rồi tôi, tôi, tôi bầu bì đó mấy cái này tôi nhìn không có lâu đâu nha đi, đi thôi đi lẹ lẹ đi để, 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 để tôi nhường tôi đi cái mẹ lên tiếng như vậy cái họ cũng ngồi im mà giống như là chảnh đó mẹ nói bà này bà chảnh dữ trời không trả lời mình luôn trời cái mẹ cũng đây là cái chuyện tế nhị mẹ cũng ngại thôi mẹ cũng đứng mẹ đợi đợi xíu cái mẹ lúc này mẹ mới khi mà mẹ lần thứ hai này rồi bắt đầu là mẹ mới đi mẹ đi mẹ mẹ đợi thêm mẹ đợi chừng có hai ba phút cái mẹ nói lạ quá Mọi người biết không, đi cầu cá cái này mình diễn tả nó hơi chi tiết những người nào mà đang ăn uống thì thông cảm giúp mình cái cái cầu cá đó khi mình đi á, mà cái 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 chất thải của mình á, nó, 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 nó nó ra nó rớt xuống nước là mình nghe là lẩm tẩm lẩm tẩm lẩm tẩm đúng không thậm chí là nếu mà có cá đang đói nó táp nha phập 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 nữa không à, mà mới nói sao cái bà đó bà ngồi đó im ru không có không có một cái tiếng động gì hết trơn nó kỳ cục lạ đời cái bắt đầu là mẹ mới mẹ mới bực nha mẹ nói chị ơi chị không đi thôi chị để tôi đi sao tôi lấy chị ngồi ở đó hoài mà chị không có đi gì hết trơn vậy tôi không có nghe tiếng cá nó ăn gì hết trơn vậy đi không? mà đi ra đi để tôi đi à tôi là bầu bì nha tôi đi ấy lắm nha à, mẹ nói vậy bắt đầu là cũng im luôn à, im ru cái bắt đầu là hồi đó mày bực rồi mẹ đứng thêm khoảng cỡ một phút nữa mà mẹ nhìn cái người đó họ mẹ là mẹ vẫn còn thấy là, từ cái mang tay trở lên như vậy nè cũng cứ ngồi im ở trong đó như vậy đó vẫn còn thấy nha là thấy nửa cái đầu nha cái mẹ mới bực cái bắt đầu mẹ chửi thề luôn mới nói mẹ, mẹ, là mẹ bây giờ mày có ga không á mẹ, mẹ nói mẹ chửi nặng luôn á mẹ mày tao bầu bì nha tao nói mày hồi nãy giờ mày ngồi trong đó là tao thấy mày không có ỉa đái gì hết trơn á bây giờ mày đứng lên mày đi ra cho tao vô tao đi là nhà tao hôm nay tao quê tao kêu chồng tao ra nắm đầu mày quýnh mày bây giờ đó mày đã mẹ chửi lên mày nói là mẹ chửi dữ lắm thì khi mà mẹ chửi xong bắt đầu là cái người đó họ mới nói với mày này, xong rồi nè à, trả lời mà trả lời rất là nhanh mà rất là dứt khoát nha xong rồi nè đó thì mẹ nói với mày xong cái mày nói mẹ, mẹ nói vừa xong rồi nè mẹ quay mày nhìn mẹ nói mẹ nghe cái câu xong rồi nè là mẹ quay qua mày nhìn thì mày thấy cái người đó họ thụp cái đầu xuống à họ kiểu như là họ đang ngồi cái cái cái, nửa cái đầu như vậy họ thụp cái đầu xuống như vậy thụp cái đầu mất tiêu thụp mất tiêu luôn cái bắt đầu nó nói ừ ờ, thì chắc nhầm khi mình nói xin lỗi là người ta cũng kiểu như là dùng giấy người ta chùi đó người ta, người ta vệ sinh đó, này nọ đó kia đúng không là cái cảnh tiếp theo sẽ là gì là sẽ đứng lên là sẽ là kéo quần đứng lên rồi bước ra đúng không nhưng mà không thấy được cái cảnh đó mẹ thôi mẹ thấy tới cái cảnh mà họ thục cái đầu xuống cái rồi thôi cái mẹ đứng mẹ cứ mẹ cũng, thì khi mà họ vậy rồi mình cũng đi lại vài bước để mình tiết kiệm thời gian đúng không mẹ đi lại vài bước mẹ đứng mẹ cách cái 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 chỗ đó là độ khoảng chừng cỡ bốn năm mét thôi ba bốn mét thôi mẹ đứng mẹ đợi mẹ cũng cầm cái cuồng giấy mẹ đứng mẹ díu dưới mẹ đợi mà sao nó ủa rồi nó chui nó cúi nó không cái đầu xuống rồi nó không biết cái chùi rửa gì sao nó nó, nó, nó nó không đứng vậy trời sao nó đi ra cái mẹ lên tiếng nữa mà kêu mày đi ra chưa Ê mày, đi ra tao đi nha, tao mắc lắm rồi nha, tao bầu bì mày cứ nhắc đi nhắc lại hoài cái mày nó im ru luôn, không có trả lời mà không còn thấy nữa. Lần này là mẹ không còn thấy nữa cái đầu của họ nữa. mới nói gì kỳ cục lạ đời ta. Cái mẹ bước bước mà rón rén mày bước 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 lại bây giờ mày giờ mẹ vô trong cầu tiêu đó không ai ngồi trong đó. Không một người nào ngồi ở trong đó luôn. Trời ơi mày nói nha, mẹ điếng hồn mẹ cấm cái đầu mẹ chạy nè xin lỗi là nín nỉa luôn mày cắm cái đầu là mày cứ cầm mày vòng dục cái cùng giấy xin sinh mấy rồi mày chạy vô em thì chạy vô tới trong đây rồi ở đây tao la làng không trời đất ơi mày bầu bì cái gì mà mày chạy dữ vậy ví dụ như mày mắc mày chạy tao không nói cái này mày đi từ dưới đó mày đi lên có nghĩa là mày đi rồi mày đi rồi mà mày làm gì mày, mày ôm cái bụng mày chạy dữ vậy mày nói là mẹ chạy vô mẹ khóc không là khóc luôn không không thành tiếng mà đó, bắt đầu chút xíu sau dỗ dành bà bầu đang khóc rồi bắt đầu chồng nọ đồ á ba mẹ chồng cũng ra hỏi vụ gì mày làm gì mày khóc dữ vậy đó thì từ, từ từ mẹ cà lâm cà chết cà lâm cà chết thì mẹ mới kể lại cái câu chuyện mà mẹ thấy như vậy à đó là mẹ thấy cái 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 hiện tượng ma ở dưới đó như vậy nha không một ai biết cái nguồn gốc à không ủa bà đó bà là ai mà tại sao lại gặp như vậy 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 à, có ai đã từng là, là ngồi đi cầu cá mà chết dưới đó xong hiện hồn không có không hề có một cái vụ gì cả bởi vì á ở trên đây là cái câu chuyện xảy ra ở quận 6 ở sài gòn thì những cái ao đó làm gì có ao tự nhiên đất sài gòn làm gì có ao tự nhiên toàn là ao tự đào tự vét lên rồi nguyên một xóm đào để có cầu cá đi chung thôi nên từ cái lúc mà đào vét cái ao đó tới bây giờ là không một người nào họ mất ở dưới đó cả mà gần khu vực đó cũng không có ai chết chóc vì cái vụ đó cả nên cũng không biết lý do tại sao luôn chỉ biết từ đó trở về sau mà không sao mọi người đi ra ngoài chợ mua cái bô đó là cực thân ba phải không đêm hôm và tiêu tiểu gì đó bắt đầu là ba phải đi đổ bô cho mẹ như vậy thôi chứ không có để cho mẹ đi ra ngoài cầu cá nha nó mẹ nói là tới bây giờ năm 81 năm 81, tới bây giờ là 2021 đi là đã 30 năm À, đó bây giờ là 30, 30, 32, 33 năm rồi mà mẹ không bao giờ mẹ quên được cái hình ảnh đó luôn Rất là sợ nha Mẹ ám ảnh tới nổi đó sau này đất nước phát triển thì đương nhiên là Sài Gòn không còn cầu cá nữa Nhưng mà lâu lâu về quê chồng dưới miền Tây đó cầu cá Hà Rầm Không đi là không đi cứ về quê là cứ phải là bắt chồng là là trước khi uh, vô nhà là đi ra ngoài chợ mua cái bô đem về vậy đó à, mắc cỡ thì cũng mắc cỡ kệ không bao giờ dám đi cầu cá là như vậy luôn ha mọi người ha đó đó thôi đó là cái câu chuyện uh, đầu tiên nó vừa kinh dị mà nó cũng uh, cũng hơi, <laughs> hơi vui vui như vậy ha thì <laughs> mà cũng bị dành <laughs> nên vượt bội ha thôi rồi bây giờ là mình sẽ uh, qua đến cái câu chuyện thứ hai của bạn kiều ha thì câu chuyện thứ hai của bạn bà bạn kiều này bạn nói là lúc đó cũng là ở trong quận 6 mà cái câu chuyện này cũng là do mẹ kể lại là năm khoảng cỡ năm năm chín mươi mấy à, thì có một cái ông kia kìa một cái ông kia mà thật sự trong câu chuyện này là mình không có có binh vực được ổng luôn nha ông này là ổng cực kỳ là tồi tệ luôn ông này thì ổng ở ở ở ở ngoài bắc là ổng có có vào trong nam để mà ổng sinh sống mà mình xin nói trước nha mình không có phân biệt mà mà vùng miền nam bắc nha chỉ là người này tệ thì mình nói là cái người này tệ thôi chứ mình không phải là là do ổng là người bắc hay sao hết trơn nha mọi người nha mọi <laughs> đừng có đem cái chủ đề đó ra bàn tán nha. ha rồi thì ổng uh, uh, từ ở, ở ở ngoài bắc á là ổng có đi vào trong đây để mà ổng sinh sống trong quận 6 như vậy thì khoảng chừng có vài tháng thôi là ổng có cặp kè với một cái uh, cái người kia là nhỏ hơn ổng Trong khoảng chừng có năm sáu tuổi thôi là hai người bắt đầu là cũng có thuê một cái căn nhà đó và hai người về ở chung cái chuyện làm ăn của ổng thì làm ăn cái gì thì ổng biết chỉ biết là ổng đi uh, giao du cũng nhiều trong xóm đó trong cái, cái con đường qua đó đó thì ổng cũng đi nhậu nhà này nhà kia ha đó là cũng như vậy thì trong khi mà lúc mà nhậu cậu như vậy rồi thì à, trong lúc mà kiểu như rượu vào lời ra thì ổng cũng có tâm tình ổng nói là thật ra đó là ở ngoài bắc á là ổng đã có vợ và có hai đứa con ở ở ngoài đó rồi nhưng mà ổng không biết là ổng có nói thật hay nói hay hay là nói dốc thì không biết nha ổng nói như vậy nè mặc dù là có vợ và có hai đứa con rồi nhưng mà ba mẹ vợ vẫn không có chấp nhận ổng và ông nói là tuy là về ở rồi đó đẻ chữa hai đứa vậy chứ chưa từng có một cái đám cưới luôn giấy kết hôn cũng lại càng không có đó là hai vợ chồng dọn ra ở ở riêng rồi cứ bên ở ở bên ngoài đó là cứ chửi bới hoài cái do là ổng ở ngoài đó ổng làm ăn không có được à, làm ăn cũng thất bát là không có được thành ra ổng mới buồn bã quá đi bắt đầu là ổng mới bỏ vợ bỏ con ổng nói là ổng đi không ai biết nữa ổng bỏ vợ bỏ con bắt đầu ổng đi xe đò vô trong nam để mà ổng lập nghiệp trong đây ha thì vô trong đây bắt đầu là ổng mới gặp cái người à, cái người vợ sau của ổng à, là cái người vợ nhỏ đó ha bắt đầu là mới sinh sống mới ở như vậy đó rồi thì người ta mới biết được câu chuyện như vậy ha nhưng mà rồi sau đó bắt đầu người ta thấy nha sau khoảng cần cỡ độ một năm trời thì lâu lâu á là người ta thấy là cái người vợ lớn mới đầu người ta không biết nhưng mà lâu lâu bắt đầu thấy có có người vợ lớn bắt đầu là bắt xe đò vô rồi có dẫn hai đứa con nữa một đứa là khoảng cỡ bảy tám tuổi một đứa khoảng cỡ chín mười tuổi rồi cũng lớn rồi À, thì khi mà dắt như vậy bắt đầu thấy ông tội nghiệp lắm kìa ông kiểu như là ông 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 cái, cái miệng ông dẻo lắm nha mặc dù là tới bả tới nhà rồi bả kiếm địa chỉ sao hay lắm bả tới nhà rồi đó mà ông đó còn bộ, ông còn giả bổn nói ờ à, cái bà vợ nhỏ này là một cái người hàng xóm gì đó đó để mà qua phụ công chuyện đó ông nói ông lẻo lượng ông nói hay dữ lắm kìa đó là bắt đầu là vợ lớn vô đó ở rồi là bà vợ nhỏ mới dạt đi chỗ khác À, là mới kiếm chỗ khác ở nhờ đó là người ta nói ở trong xóm người ta nghe câu chuyện đó mà người ta chứng kiến như vậy người ta nói là người ta mắc cười luôn đó trời ơi công nhận ông này cũng hay thiệt trời đó, bà vợ trong nam bà vợ ngoài bắc rồi bà vợ bắt lâu lâu vô rồi vô ở ba bốn bữa nấu ăn nấu uống rồi ổng chở ông lấy chiếc xe rim ổng vô đây ông làm ăn được lắm ổng có tiền ông mua chiếc rim mà năm chín mấy mua chiếc rim là dữ dằn đó ông chở vợ với hai đứa con tống bốn đi ăn đi uống người ta dòm rồi người ta cứ sầm xì to nhỏ sầm xì to nhỏ nha thì rồi đó, ba bốn ngày sau bắt đầu là bà vợ bà, bà, vợ lớn bà về rồi đó thì bắt đầu là ông này bắt đầu lúc đó nha ổng mới đi vòng vòng ổng nhậu nhẹt ổng dùng cái mối quan hệ của ổng đó ổng mới nói mà mình nói là ông này ổng nói chuyện ngọt lắm người ta rất là là quý ổng luôn ổng nói chuyện hay lắm ổng mới nói như vậy nữa ờ à, tại vì mọi người biết không ở, ở ở ở ở quận 6 mình đó là rất là gần cái bến xe chợ lớn mà ngày xưa đi xe đòi nọ đồ vô tới bến xe miền đông hay sao là phải bắt một chuyến về chợ lớn bắt đầu là bả mới lọ mọ bả bả đi ra ôm mà đi đâu đó bả kiếm nhà đúng không thì bắt đầu á ổng mới đi dâu lưu á ổng mới ổng mới nói như vậy nè à sau này mấy anh đó, nhà ở đây nè mấy anh mà thấy hả bà vợ lớn tôi đó nghe mà bà lọ mọ bà tới đây á trời ơi mấy anh báo tôi liền để có gì hả tôi kêu vợ nhỏ tôi nó chạy chứ trời ơi hả, bà vợ lớn tôi mà bà thấy hả, trong đây tôi nuôi vợ nhỏ vậy nó trời ơi bà quýnh bà, bà, xé xác bà đánh ghen dữ lắm đó vậy đó nghe mà mấy cái người bạn nhậu của ổng cũng đồng phạm với ổng luôn Ôi, người ta nói mắc cười lắm, mọi người cứ lâu lâu thấy vậy mà thấy chạy riết đi, riết riết riết, lại kêu giờ mình đặt tên cho ổng, ông này ổng tên là mình kêu đại tên quý đi ha, mình kêu đại đi. Ông quý 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 ơi, vợ vợ ông tới bến xe, vợ ông tới bến xe rồi. À, là ở đây bắt đầu nghe là bắt đầu bà vợ nhỏ giọt chạy, giọt qua chạy qua nhà hàng xóm cái gì đó là chạy trốn. Bà vợ vô chơi 5 7 ngày cái đi về. Thì nó cũng trót lọt, khoảng chừng cỡ vài lần đầu tiên thì cái câu chuyện nó cũng trót lọt chứ cũng không có gì. À, tại vì ngày xưa là không có chuyện mà Facebook này nọ đồ ra mà đăng bài bóc phốt đâu năm chín mấy mọi người không có đâu gọi điện thoại mà còn phải sử dụng bưu điện gọi nó đó chứ đừng nói à. thì rồi cho tới một cái đợt hôm đó đó ông người ta kể là ông này ông ông này ông cũng kể lại mà ông quý ông kể ông nói tối đó tầm khoảng cỡ độ chừng cỡ hai ba giờ vậy đó ông đang nằm ngủ với bà vợ nhỏ vậy hai người không có con cái gì chứ đang nằm ngủ vậy nghe tiếng đập cửa đúng 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 đùng đây bắt đầu cắm cổ bắt đầu là mặc quần như bắt đầu chạy xuống hỏi vụ gì ông quý ông quý ơi rồi vợ, vợ ông, ấy, vợ ông ấy, tới bến xe kìa đang 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 loại bộ đang 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 loại bộ vô kìa chỗ đây hết hồn hết vía tao đấy kêu bà bà kia mặc quần mặc áo bắt đầu đuổi ra khỏi nhà em 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 đi ra nhà nghỉ em ở đỡ đi vợ anh tới vợ anh tới đã thì đợi hoài đợi hoài đến tới sáng luôn thấy bà cô không tới sáng rồi ông bực quá cái ông đi qua ông nói rồi đó ông ơi thôi ông ghét tôi ông nói đi Trời đất ơi tôi nhờ giả ông có chút xíu chuyện tôi mồi màng rượu bia với ông đầy đủ mà ông báo ông báo động ông báo động giả. Làm tối hôm qua trời ơi bà vợ nhỏ tôi bắt chạy xúc cái quần luôn rồi ông nói kỳ cục vậy. Cái ông kia mới nói vậy trời ơi tôi nói thiệt với bộ tôi nói giỡn sao? T tối hôm qua là tôi làm cuốc đơm, tôi chạy tôi ra có đơm là chở người ta ra bến xe chợ lớn. Đó, từ quận 6 cái bên xe cho lớn nè cái tôi trên đường tôi chạy về tôi chạy cách nhà đâu độ khoảng chừng cỡ chừng hai cây số tôi thấy rõ ràng vợ ông mà nó mà lần này là bà đi bà không có dẫn con bà theo bà đi con mình bả bà, bà đi trong lề đường như vậy tôi dòm dòm tôi chạy lên tôi dòm dòm cũng không có. rồi đúng y chang cái mặt của bà mà bà đúng y chang cái bộ đồ mà lần trước ông bà bà ghé nè đó trời ơi tôi xa lạ với bả đâu bả vô đây bả thăm mong xong rồi bả còn kêu tôi chở bả ra bến xe chở lớn mà bắt xe về hà nội xe ngoài bắc mà tôi biết mà tôi chở bả mấy lần rồi đó bà nói như thiệt vậy nha ông này em nói ủa gì kỳ ta sao vô mà không biết đâu đó là hai ba ngày liền tù tì không dám cho bà vợ nhỏ về cứ ngồi cứ đợi chắc là là nghĩ cái bà vợ lớn này chắc là bả nghe tin tức bà nghi ngờ gì đó à, bà nghi ngờ gì đó bắt đầu là bà vô bà, 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 bà lén lúc bà, bà đánh ghen à, bắt tại trận à, nhưng mà hai ba ngày sau cũng không có cái gì luôn đã cái rồi cũng im bắt đầu mới đưa bà vợ nhỏ về suốt cả 1 tháng hai tháng trời sau luôn cũng im ru đó mà những cái lần trước là cứ độ chừng cỡ tháng tháng mấy là bà vô thăm 1 lần tháng tháng mấy là bà vô thăm lần mà sau lần này hai tháng rồi hai à, tháng rồi ha cái độ chừng cái thời gian ngắn ngắn nhỏ nhỏ nữa cái cũng đêm hôm cũng đang nằm ngủ mà lần này lại là cái lần khác ha lần này lại là cái lần khác cũng đập cửa đùng 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 nó trời ơi à, à, vợ ông mà tới đầu đường rồi kìa tôi thấy vợ ông mà đi tới đầu đường rồi kìa lẹ 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 lẹ, lẹ. rồi lại đuổi bà vợ nhỏ đi rồi bắt đầu soạn đồ nọ đồ hăng cũng đợi tới sáng cũng không có lại hỏi cũng nói vậy cũng là cái y như vậy thôi đời là tôi thấy rõ ràng mà tôi trời ơi tôi bán rau ngoài chợ tôi đang đẩy xe rau ra ngoài sạp chợ tôi bán tôi thấy bà đi bà còn dòm tôi bà cười bà dòm tôi bà nhét miệng cười bà gật cái đầu tôi dòm ngay cái mặt của bà nè trời ơi bà vô đây bà ở với ông năm bảy ngày bà đi chợ đi búa, bà mua rau mua rác của tôi tôi biết mà đó, nhìn mặt bà bà mặc y gan cái bộ đồ mà lần trước mà mà ông bà, bà vô thăm ông gì đó ai cũng nói như vậy cả cũng thấy đêm hôm thấy bà đó bà đi ngoài đường bà vợ lớn thấy bà đi ngoài đường mà mặc đúng cái bộ đồ như vậy á một cái bộ đồ kiểu như dạng cái cái phong cách ăn mặc của những người ở ngoài bắc mọi người ha thì hơi khác trong nam chút xíu thành ra nó hơi đặc biệt người ta nhìn cái người ta biết liền á à, ông niệm nói hai lần nữa sau kỳ cục là đời đó rồi thêm độ khoảng chừng cỡ vài tuần lễ sau đó là chính ông quý này là ổng thấy luôn ông quý này ổng kể nha cái bữa hôm đó đó là ổng có đi ra cách cái nhà ổng độ khoảng chừng cỡ hơn cây số cũng ngồi nhậu ngoài uh, lề đường mọi người một một cái nét văn hóa đặc trưng ở việt nam mình luôn đó. tối tối cái uh, bắt mấy cái ghế đậu cái bàn ngồi bắt đầu nhâm nhi ngồi nhậu nhẹt thì ông nói cái giờ đó đâu phải chừng cỡ 10 giờ rưỡi 11 giờ đêm gì đó ông không đi nữa cũng nhậu cũng cẩn cẩn say xỉn rồi ông cũng để chiếc rim của ông như vậy nè là bà vợ nhỏ nằm ngủ ở nhà cái ông đang ngồi nhậu ông cũng dầm 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 muốn cái đó là ông thấy ông nói rõ ràng là ông thấy vợ ổng ví dụ như mấy cái người kia người ta nhìn lầm nhìn lộn bà này bà kia thì không nói đi còn cái này là vợ của ổng ăn ở với nhau hai đứa con ở ngoài bắc như vậy thì không bao giờ nhìn lộn thì đó bảo ổng nó thấy rõ ràng từ xa xa cách độ chừng cũng cỡ vài chục mét đó mọi người em ban đêm thì cũng đèn đường cũng có mà ổng thấy rõ ràng hình dáng đi như vậy và đúng thiệt tình nha là mặc cái 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 bộ đồ đó cái bộ đồ là bộ đồ mà lần cuối cùng bãi vô bãi thăm ổng đó là cách đó độ khoảng chừng cỡ ba tháng mấy trước á đó là ông bà đúng mặt cái bộ đội mà còn cầm đồ đạc túi sách mà đi từ ngoài bắc vô mà cũng quà cáp chút đỉnh tay sách nách mang này nọ đồ đó cũng đi khệ nệ khệ nệ đi 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 như vậy nè mà vừa đi còn vừa nhìn ông nữa ông nói là nhìn ngay chăng cái mặt ổng như vậy luôn trời ơi ông hú hồn mua với ông nói là chết bà rồi bây giờ mà tới đây rồi bắt kêu trở về mà thời điểm đó đâu có điện thoại mà nhắn tin gọi hỏi em ơi trốn lẹ vợ anh tới không có đâu có điện thoại điện bụng gì đó để bắt đầu ông vừa thấy như bắt đầu là ông ông la làng la sớm bắt đầu ông nhảy anh xem à, ông nhảy anh xem bắt đầu ông đề máy bắt đầu ông dọn chạy mấy cái ông bạn nhậu không biết gì luôn kể lại nó thấy không biết đang tự nhiên đang ngồi nhậu vui vẻ dòm 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 đi nhảy xe chạy nghe là la bài hải bài hải nhảy xe chạy đi đó là chạy đi bắt đầu là về mới kêu bà vợ nhỏ đi chỗ khác Rồi nó kia xong vòng lại chỗ bàn nhậu cái hỏi đấy ủa uh, nãy giờ uh, vợ tao uh, có ghé đây hỏi bà gì không cái mấy ông bàn nhậu nó tự nhiên ông vợ ông vợ nào vợ nhỏ vợ vợ nào nó hiện trời ơi, vợ lớn tao đó, đó nãy tao thấy rõ ràng nó đi nó đi nó, nó đi từ xa mà nó dòm dòm là bàn nhậu rồi tao mới vừa chạy về nghe tao kêu con con, con kia hả đi qua bên nhà nghỉ rồi nó đâu rồi nó nói gì ông ơi nói tầm xàm ba láp gì nãy giờ tôi ngồi nhậu đây tôi thấy ông tự nhiên ông ông giật mình cái ông nhảy lên xe ông chạy mất tiêu tôi ngồi đây nãy giờ đợi nửa tiếng tôi có thấy ai đi ngang đâu không một người nào đi ngang hết trơn á cái này giỡn hoài nó mới ngồi nhậu tôi thấy những bà vợ tôi mới đi gần tới đi còn mấy chục mét nữa mà nói gì vậy thì hả ông tôi tôi thấy ai đâu khó trời ơi vợ ông tôi biết mà bả thế nào bả đi ngang đây rồi mọi người biết thì những cái người mà cái này là mình mình nói ấy thôi nha là những người mà bắt thì thường họ là rất là gọi sao không họ rất là là sởi lỡ họ gặp ai họ cũng chào cũng thưa rồi anh anh ngồi nhậu hả là kiểu như vậy đó cũng cứ đó thì thật sự là những người này đã nói là vợ ông tôi biết ông có thấy tôi là phải chào hỏi liệu tôi có thấy ai đâu đó thì tới cái lần này rồi bắt đầu là ông thấy kỳ kỳ rồi ông vẫn ngồi đó ông nhậu tiếp chứ không gì chân rồi bắt đầu tới tối ông vẫn rước vợ nhỏ về nhà bình thường thì mới nói rất là kỳ cái uh, qua hôm sau đó ông mới ra cái bót bưu điện thì ông mới gọi ông mới gọi đầu tiên á là ông gọi về cái số điện thoại bàn ở ngoài đó ở ngoài nhà của ba mẹ vợ à chứ à, cái bà vợ đây bà không có điện thoại hết là mới gọi vào đó nó hỏi nó ừ là 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 con đây ừ là con mấy bữa con lấy ba tháng nay là vợ con không có vô dẫn con vô thăm con à, sao vậy hỏi, hỏi hỏi như vậy đó thì ở bên kia người ta mới nói như vậy đó thôi anh 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 đừng có gọi về đây nữa đó ngày xưa không phải ngày xưa mà kiểu như là ở ngoài bắc thường thường là ba mẹ vợ hay gọi rể là anh này anh kia nếu mà giận giỏi nhau là mọi người ha thôi anh, anh, anh đừng có gọi về nữa anh nó không có thèm nhìn mặt anh ở đâu anh đừng có về đây nữa nó không bao giờ nó vô nó thăm nó đâu anh đừng có gọi cái gì đó cúp máy cái rụp gọi lại bắt đầu nhất lên là nghe alo đúng giọng của con rể mình là cúp máy cái rụp như mày thì cái chuyện đó ông ông đó cũng nghĩ như vậy nè cũng bình thường tại vì đã lúc sinh sống ở ngoài đã không hòa thuận rồi đó trời ơi gì đâu mà ba mẹ vợ với con rể mà y như là mèo với chuột vậy đó không bắt đầu mới gọi qua bên nhà của bên bên ba mẹ ruột mình hai ba mẹ ruột của mình anh thì uh, khi mà gọi qua như vậy rồi thì bắt đầu bên đó nó ừ cũng không có không không tin gì tại vì không phải là hai người đó gia đình hai bên không có gần nhà đâu à bên bên chồng và bên vợ thì hai bên gia đình là tỉnh này tỉnh kia nha mọi người tỉnh này tỉnh kia ở ngoài miền bắc á chứ không phải là 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 ở chung một thành phố đâu cái nó ừ là tao cũng không biết nữa trời ơi tao thấy con nhỏ nó dễ thương lắm bây giờ mày vô trong đó mày ở rồi đó mà cứ lâu lâu độ chừng có hai ba tuần cái nó đem quà đem cáp đem bánh đem trái qua nó biếu tao dễ thương lắm mà sao độ 3 tháng nay tao cũng mấy đó mà tao với uh, bên uh, ba mẹ vợ mày cũng đâu có thuận đâu hai bên xuôi gia cũng đâu có thuận với nhau đâu mọi người cũng đâu có gọi qua hỏi thăm gì đâu đó thì ông nghe vậy đó nói sao kỳ cục lạ đời mặc dù ổng nói như vậy là cái trong câu chuyện này là ông quý này ổng không có thương vợ ổng luôn ổng à, ông, ông, không có thương cái bà vợ lớn nhưng mà bởi vì cái câu chuyện ủa sao kỳ vậy ta ba tháng nay không liên lạc gì được hết mà không thấy bà vô mà cứ lâu lâu có người này người kia thấy bà vô mà chính mắt ổng hôm mới hôm qua ổng thấy ngồi đó ổng thấy bà như vậy đó để bắt đầu hôm sau ổng ông sắp xếp công việc sao đó một hai ngày sau là ổng bắt xe đò ổng đi ra mà bắt luôn ông đi thử một lần để coi sao thôi sẵn dịp thôi cũng thăm con tại vì 3 tháng rồi, vợ thì không thương nhưng mà con thì chắc chắn là phải thương rồi máu mũ mà Đó, thì ở đây người ta không biết ông đi đâu đó đi mấy ngày đâu có độ từng lễ ông chở vô thấy cái mặt ông buồn buồn rồi rượi rồi rượi kìa đó rồi ông còn dắt thêm hai đứa nhỏ vô nữa đó thì hỏi nó ủ vụ gì rồi vợ đâu được đó ông mới ngồi ông kể ông nói ông vừa kể mà ông vừa nổi da gà ông nói vợ tôi nó chết rồi cái gì vậy bà mới đây mới lấy cái đợp đi mà chết cái gì thì ổng mới nói là vợ ổng chết được hai tháng mấy rồi đã tức có nghĩa là vừa thăm ổng cái lần cuối cùng á lúc quả còn sống đó bà vợ lớn đó đã vô thăm ổng lần cuối cùng dẫn hai đứa nhỏ xong quay đầu trở về là độ khoảng chừng cỡ một tuần lễ sau á là bị cái gì bị tai nạn cái gì đó ngoài đó đó là bị bị bị, bị mất ở ngoài đó luôn đó khi mà mất như vậy trùng hợp sao là mất lại mặt đúng cái bộ đồ khi mà vào thăm ổng không phải là cái bộ đồ đó mà mặc suốt một tuần lễ đâu mà tại vì thời điểm đó thì cũng cái chuyện mà may mặc nó cũng còn mắc mỏ lắm mọi người nên thành ra người ta chỉ có một hai bộ đồ với hai ba bộ đồ dế cứ giặt đi giặt lại mặc thôi đã thành ra là khi cái ngày mà bà bị tai nạn bà mất như vậy là bà mặc đúng cái bộ đồ mà lần cuối cùng vô thăm mỏng là đã mất được hai tháng mấy trời Trời ơi nghe ông nói ông đem mấy câu chuyện đó ra, ông kể mà những cái người mà thấy bà, ông xe ôm, ông bán rau, rồi bà này bà kia, nhiều người gặp lắm. Trong câu chuyện này mình chỉ tóm tắt có hai nhân vật chính như vậy thôi, chứ thật ra là cũng ba bốn người gì gặp đó. Ai cũng nói trời ơi, cũng kinh hãi, cũng rất là sợ luôn. Tại vì thấy rõ ràng dần dần bà đi ở ngoài đường như vậy, còn nhìn cười, còn gật đầu chào như vậy. Đã mới cách đây chừng một hai tuần thôi mà không ngờ là bà đã chết được hai tháng mấy trời ông quý ông nói trời ơi thôi đừng sợ nè tôi còn thấy tôi đây tôi còn thấy tôi còn không tin tôi thấy Bà nhìn tôi như vậy tôi giọt tôi chạy nhưng mà nó ra bởi tôi nghe cái hung tin như vậy thôi rụng rời tay chân đã rồi cũng ra cũng thắp nhang cho vợ xong rồi nọ bắt đầu là cũng à, xin dắt hai đứa nhỏ đi ở ngoài kia cũng không có cho đâu nhưng mà thật sự thì cái này là đúng nha đúng cái luật nha bây giờ mẹ chết rồi thì còn ba là ở bên kiểu như bên bên nội bên ngoại gì là không có tranh giành gì nữa hết trơn đó. nhất là ổng lại có cái điều kiện ở trong Sài Gòn này nữa ha nên thành ra là ổng mới dắt díu hai đứa nhỏ vào đây để mà à, sinh sống trong đây ha mọi người em thì ông nói là sau cái câu chuyện đó rồi thì ông nói là ổng cũng không còn gặp lại cái vong hồn của bà vợ lớn nữa thì á trong cái tình huống này thì nó có hai cái câu chuyện như xảy ra một là cái bà vợ đó bà chỉ muốn ổng đi ra ngoài đó kiểu như là bà cũng muốn báo tin cho ổng là thôi tôi chết rồi đó ông ra ngoài đây ông hấp nhang cho tôi đi hay là kiểu kiểu sao đó ha còn cái thứ hai nữa thì bà vợ bà lại muốn là ổng lại dắt díu hai đứa con vào trong đây à để mà ờ ừ, là sinh sống trong đây bởi vì thật sự phải nói là ông quý này ông giỏi thiệt à tuy về cái chuyện tình cảm ông lăng nhăng vợ này vợ kia như vậy đó ha đó nhưng mà trong đây ông làm ăn rất là ok nơi năm chín mấy mà mua chiếc rim thì thôi thôi đi những anh chị cô chú lớn tuổi rồi đã hiểu được là, là là người ta giỏi cỡ nào rồi đó nó thành ra là cái vong hồn của bà vợ mới hiện về nhiều lần như vậy đó giống như là để báo một cái điều gì đó báo một cái thông tin gì đó cho ông biết à đó là như vậy ha chỉ cho tới khi mà ông ra ngoài đó ông thắp nhang rồi mà ông dẫn hai đứa nhỏ vô đây rồi đó nghe à, vẫn ở chung với mẹ ghẻ nhưng mà cái bà mẹ ghẻ đó cái bà vợ nhỏ đó lại rất là thương hai đứa nhỏ bình thường À thì khi mà làm xong cái điều đó rồi thì ổng tới hiện tại bây giờ luôn ổng không còn gặp cái vong hồn bà vợ lớn hiện về thêm một lần nào nữa ha mọi người ha. Đó rồi thôi đó là cũng là cái câu chuyện uh, cuối cùng hôm nay. Bạn, uh, bạn, bạn 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 Kiều này bạn còn vài câu chuyện nữa nhưng mà thôi để ngày mai đi, mình sẽ kể tiếp cho mọi người ha. À thì thôi, bây giờ mình sẽ kết luận là cái câu chuyện mình mới vừa kể đây thì mọi người thấy không? Cái, uh, cái 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 gọi là cái sự thiên liêng cái sự thiêng liêng cái sự tình thương của cái người mẹ. À, dành cho hai đứa con thì mình nghĩ là cái cái bà vợ đó khi mà bà đã mất rồi bà đó là hồn ma thì chắc chắn là bà đã vô từ ở, ở ngoài bắc ông bà vô được tới trong sài gòn rồi thì cái chuyện mà ừ ông này ông có vợ nhỏ thì chắc chắn là bà phải biết đúng không đó rõ ràng là như vậy rồi nhưng mà bà vẫn hiện về như vậy đấy mình nghĩ là với cái mục đích đó là gửi muốn ổng dẫn hai đứa nhỏ vào đây ở mặc dù biết là bây giờ dẫn vô ở là cảnh là mẹ ghẻ con chồng này nọ nọ kia nhưng mà bà vẫn làm như vậy thì đây là một cái vong hồn của người vợ lớn một cái vong hồn một cái người mẹ à, cái đây là mình trong cái câu chuyện á mình phân tích ra một cái chiều sâu như vậy rồi mình thấy là cái câu chuyện nó rất là cảm động nó rất là hay luôn một đã là mẹ rồi đã mang nặng đẻ đau rồi thì dù là người hay ma gì đó đó thì cái sự thiêng liêng của nó cũng không, không ai bàn cãi được ha mọi người em thôi rồi đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay luôn ha mọi người nghe à, hẹn mọi người ở ngày mai mình sẽ kể tiếp những câu chuyện của bạn kiều những câu chuyện rất hay cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều luôn ha với xin chào tất cả mọi người